Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FPC Việt Nam. Và ngày hôm nay 21 tháng 7, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng gói thầu trị giá 23,17 tỷ yên với các nhà thầu Nhật. Gói thầu 1B đoạn đi ngầm từ nhà hát thành phố đến Ba Son của tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này chuẩn bị khởi công vào tháng 8 tới đây. Và phóng viên Võ Vân đã có mặt và sẽ tường thuật chi tiết hơn về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngay vị trí tôi đứng đây là quảng trường phía trước nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi sáng nay thì các đơn vị thi công đang bắt đầu tiến hành chặt cũng như là di dời một số cây cổ thụ để chuẩn bị công trường cho việc thi công ga nhà hát Thành phố của tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên. Trong buổi sáng ngày 21 tháng 7 thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp đồng gói thầu 1B với liên danh nhà thầu Shimizu Meda. Gói thầu này bao gồm các nội dung thi công đoạn ngầm cũng như là hai ga ngầm từ nhà hát thành phố đến Ba Son. Trị giá gói thầu là 23,17 tỷ yên Nhật. Dự kiến đầu tháng 8 năm 2014, các đơn vị thi công sẽ bắt đầu tiến hành khởi công ga nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh trước. Đó cũng là lý do mà trong buổi sáng nay các đơn vị thi công bắt đầu tiến hành di dời cây xanh cũng như là chuẩn bị công tác rào chắn hiện trường từ ngày 22 tháng 7 đến 30 tháng 5 năm 2015. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên được coi là một trong những tuyến metro đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trên cả nước. Gói thầu số 2, gói thầu đi trên cao của tuyến này đã được khởi công từ tháng 8 năm 2012. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến công tác thi công cũng như là xây dựng và lắp ráp tuyến metro đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2018 và hoặc đầu năm 2019. Và sau đó thì tuyến metro này sẽ được vận hành chạy thử trong một thời gian trước khi có thể chính thức đưa vào vận hành vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Như vậy là việc vận hành có trải khoảng gần một năm so với lại kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là đang cố gắng cùng hợp tác với lại các đơn vị nhà thầu để có thể xúc tiến công việc sớm hơn nhất có thể. Cũng liên quan đến việc chuẩn bị thi công đoạn ngầm tại nhà hát thành phố của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Hoàng Như Cương, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là MAURA, kiêm giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 xung quanh kế hoạch thi công và vận hành tuyến metro số 1. Thưa ông, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đã ký hợp đồng với lại đối tác Nhật Bản về việc triển khai gói thầu 1B. Đây là gói thầu đầu tiên trong đoạn thi công nhà ga ngầm. Thì giai đoạn chuẩn bị cho gói thầu này như thế nào rồi? Chúng tôi sẽ cố gắng là yêu cầu nhà thầu triển khai xong, xây dựng xong cái phần ga nhà hát thành phố tại giao lộ Lê Lợi và Nguyễn Huệ kịp cái thời điểm 30 tháng 4 năm 2015. Đoạn ngầm của tuyến metro số 1 vẫn còn một gói thầu quan trọng nữa là gói thầu 1A thi công nhà ga ngầm trung tâm. Như vậy thì đến thời điểm này gói thầu này đã có những cái bước chuyển biến như thế nào rồi thưa ông? Hiện nay là chúng tôi đã hoàn thành xong cái phần thiết kế kỹ thuật và theo quy định của Nghị định 15 mới về quản lý chất lượng thì chúng tôi phải thực hiện thẩm tra. Thì do là có một cái quy định mới cho nên là chúng tôi hiện nay là đang nhờ bên phía nhà tài trợ là tuyển một cái tư vấn thẩm tra để thẩm tra thiết kế, sau đó thì sẽ phê duyệt. Thì dự kiến là trong năm 2015 sẽ tổ chức cái công tác đấu thầu. Thưa ông, phần thi công đoạn ngầm của tuyến metro được coi là phần khó nhất và đặc biệt là metro cũng là lần đầu tiên được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam. Đối với phần này thì ông lo ngại điều gì nhất ạ? Cái việc mà thi công nhà ga ngầm và cái hầm ngầm metro tại trung tâm thành phố là việc hết sức là khó khăn. Vì chúng ta biết là tại khu vực trung tâm thành phố là có cái địa chất rất là yếu. Thì những cái năm về trước đã có những cái trường hợp mà đã bị lún sụt. Chúng tôi đã có yêu cầu với nhà thầu là khi thi công cái nhà ga và thi công cái đoạn hầm metro là phải có cái lắp đặt các thiết bị về quan trắc về lún, quan trắc về cái sự chuyển vị của các tòa nhà mà dọc theo cái tuyến metro. Trong trường hợp mà cái chỉ số về cái chuyển vị của các tòa nhà nó vượt cái chỉ số giới hạn cho phép thì chúng tôi ngay cả bắt đầu có cái nguy cơ đấy thì nhà thầu sẽ phải ngưng lại để tìm các biện pháp an toàn nhất để mà thi công. Và đồng thời là chúng tôi cũng có yêu cầu nhà thầu là
sử dụng cái phương pháp mà đào nhà ga là theo hình thức là top down, tức là chúng ta sẽ, nhà thầu sẽ đào từ trên xuống dưới dùng cọc chống, rồi sau đó thì mới thi công hoàn chỉnh nhà ga, thì như vậy nó hạn chế được cái việc mà lún sụt của các tòa nhà chung quanh. Thưa ông, thì tuyến Metro số 1 đã khởi công cái gói thầu đầu tiên vào năm 2012 và đã vấp phải những cái khó khăn nhất định về mặt tiến độ và giao mặt bằng. Như vậy rồi, đối với gói thầu lần này chúng ta có thể rút kinh nghiệm được gì sau cái vụ việc, cũng như là những cái cam kết đối với lại nhà thầu để chúng ta không phải nộp phạt khi mà bàn giao mặt bằng trễ ạ? Đối với cái gói thầu ngầm thì cái việc giải phóng mặt bằng là đã hoàn thành. Về đối với phần nhà dân thì ở trên khu vực cái đường Ngô Văn Năm thì hiện nay là chỉ còn cái khu vực của Ba Son. Thì bên Tổng cục Công nghiệp của Bộ Quốc phòng cũng có đồng ý là với thành phố là sẽ bàn giao cái mặt bằng của khu vực Ba Son trong tháng 7 hoặc tháng 8. Thì chúng tôi cũng mong là sẽ hoàn thành được cái công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao được cho nhà thầu trong cái thời gian ngắn nhất. Và tôi nghĩ rằng là cái phần mà thi công ngầm với cái điều kiện mặt bằng như vậy là thuận lợi cho nhà thầu. Vâng, xin cảm ơn ông. Theo dự thảo nghị định quy định mới về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ được Bộ Y tế soạn thảo để thay thế nghị định cũ ban hành cách đây hơn 10 năm, Bộ này đã đề xuất một số quy định mới, trong đó có việc chính thức nghiêm cấm hành vi kinh doanh, quảng cáo tinh trùng, noãn và phôi. Bộ Y tế đánh giá, thời gian qua, việc quảng cáo kinh doanh tinh trùng, noãn, phôi đã trở nên phổ biến trong xã hội. Việc này gây ảnh hưởng tới thể chất, trí tuệ của đứa trẻ được sinh ra và có nguy cơ một người bán tinh trùng, noãn, phôi nhiều lần. Do đó, Bộ đã đề xuất việc nghiêm cấm kinh doanh và quảng cáo vấn đề này. Theo quy định trước đây, thì người nhận tinh trùng, nhận noãn, nhận phôi phải từ đủ 20 đến 45 tuổi. Tại dự thảo mới, Bộ Y tế đã bỏ quy định về độ tuổi vì cho rằng thực tế ở cùng một độ tuổi, nhưng sức khỏe sinh sản của mỗi người lại khác nhau. Thay vào đó, người nhận tinh trùng, nhận noãn, nhận phôi chỉ cần xác định đủ sức khỏe làm kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm mang thai và sinh con là được. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại. Hiện cả nước có 19 cơ sở hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Chỉ tính riêng Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Phụ sản Trung ương, từ khi triển khai thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đến nay, đã có hơn 10.000 cháu bé ra đời bằng kỹ thuật này. Minh Vy xin mời quý vị nghỉ giây lâu ít phút trước khi đến với những câu chuyện nổi bật ở phần cuối cùng. Việt Nam thuộc top 5 thị trường xuất khẩu giày dép nhiều nhất thế giới. Tìm hiểu câu chuyện thị trường lao động thực sự cần kỹ năng lãnh đạo của sinh viên vừa tốt nghiệp đến mức nào.